Lần này, Kizaru đã dễ dàng đặt chân lên đảo SF. Sau cùng, so với Sabaoji, anh ta quá quen thuộc. Mặc dù gặp sự chống cự của Sentomaru, nhưng Kizaru không muốn làm tổn thương Sentomaru, hai người chắc chắn không thể đánh nhau. Nhiều người nói rằng mục tiêu của Kizaru là Luffy, nhưng tỷ lệ thắng của Kizaru trước Luffy là bao nhiêu? Liệu sức mạnh của Kizaru có mạnh hơn Kaido không? Vì vậy, việc Kizaru đánh Luffy vẫn rất khó khăn. Nhiều người có thể nói rằng chẳng phải còn có Ngũ Lão Tinh sao? Ngũ Lão Tinh có thể thực sự mạnh, nhưng khi xét đến tuổi tác lớn như vậy, có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Cộng thêm việc sức lực có thể kéo dài bao lâu không thể nói trước. Không tự mình tấn công, đã để Kizaru làm đội tiên phong để xem tình hình chiến đấu. Chỉ cần tình hình không tốt, liền lập tức bỏ chạy trốn. Dựa vào sức mạnh hiện tại của Ngũ Lão Tinh, vẫn chưa thể sánh ngang với Imu. Chắc chắn là thấp hơn Imu. Có thể trước đây họ còn có sức mạnh không tệ, nhưng so với Kaido, một trong bốn tứ hoàng trước đây, họ vẫn yếu hơn một chút. Tuy nhiên, không loại trừ sự tồn tại của một số chiêu thức đặc biệt. Sau cùng, Ngũ Lão Tinh vẫn rất sợ Kaido. Có thể sức mạnh của Ngũ Lão Tinh khi còn trẻ sẽ vượt qua Kizaru, nhưng hiện tại, dường như không có nhiều sự khác biệt giữa họ và Kizaru. Vì vậy, khả năng chiến thắng được Luffy thật sự không lớn. Tối đa chỉ có thể dựa vào chiến thuật hàng ngàn sơ Afin nhiệt huyết để tiêu hao Luffy, làm cho Luffy mệt mỏi và thất bại trong trận đấu. Review tập này kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hưu tiếp theo. Cảm ơn mọi người.